tại buổi tập huấn thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trần thanh nam đã khẳng định chương trình mỗi xã phường một sản phẩm ô cốp là hướng đi đúng đắn sáng tạo trong phát triển sản phẩm hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn các tổ chức sản xuất với sản phẩm phát huy những lợi thế thế mạnh của địa phương đưa nông dân chủ động hội nhập và tiếp cận kinh tế thị trường góp phần nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với mục tiêu khuyến khích các đối tượng sản xuất kinh doanh ở nông thôn khai thác tiềm năng về đất đai sản vật lợi thế so sánh của các địa phương đặc biệt là các giá trị truyền thống để nâng cao giá trị hàng hóa làm tăng thu nhập và góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần ở nông thôn mở rộng quy mô sản xuất hàng hóa đối với các nhóm sản phẩm đặc sản có lợi thế ở làng xã trong lĩnh vực nông nghiệp phi nông nghiệp và dịch vụ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế cơ cấu lao động nông thôn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tổ chức lại sản xuất cơ cấu lại sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững khuyến khích phát triển khối kinh tế tập thể kinh tế tư nhân và thúc đẩy chương trình khởi nghiệp ở nông thôn chương trình ô cốp không chỉ có ý nghĩa đơn thuần về phát triển sản xuất mà còn có ý nghĩa trong giải quyết nhiều vấn đề quan trọng ở nông thôn như giảm nghèo giải quyết việc làm an sinh xã hội môi trường phát huy trí tuệ sáng tạo của người dân hình thành các tổ chức liên kết kinh tế cộng đồng bền vững